Đến với nông trại của chúng tôi. Em mua. Ôi cái nốt này nó chưa mất đi đâu. Nốt này. Tên là chắc luôn. Còn mấy cái. Đeo cả hai à? Lỗ này ba khuyên rồi. Một ba khuyên là một lỗ ấy. Tưởng đi. Thì cứ sỏ qua lỗ ấy thôi. Sỏ ba cái là một lỗ. Ba cái là một lỗ. Ba cái thôi mà. Lỗ to thế. Lỗ to thật. To đấy à? Mình một cái không vừa. Cái làm sao vào thì kệ người ta cũng hay nhỉ. Ba cái. Mini. Bao nhiêu? Gì? Bao nhiêu tiền? Đến một cái thôi. Phải lấy một cái. Thế hai cái. Hả? Sao em không hiểu? Đeo hai cái. Chị đeo cái, đeo một cái. Được không? Được, 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 được. Thế em đeo một cái. Nhìn cho anh muốn mini. Em nghĩ là một cái thì chuyện nhìn về nhà cắt phát lại tóc ngắn sang mút rồi chặt sờ la luôn. Em về cắt tóc như khá bạn ấy, em vẫn để cái em cắt mình đi mút rồi. Theo tường này tường nó cắt tường này một góc này vẫn có này góc này góc này. À, cái này vẫn nhiều cả góc này đó nhiều ấy à. Mấy góc kia là cả rất là nhiều góc bên kia góc này còn nhiều không góc này cũng là mày nhỉ nè góc đấy nhiều nước này cắt ở đây thôi cái là cái góc kia nó chảy thôi đây chảy tô luôn đây chảy tô à ừ. Góc kia nhìn thấy hả à, luôn nhìn thấy sáng rồi. Có bỏ cái này ra không có chị còn hoàng ra mới đeo được vào chứ không phải cái nồ không dễ nữa gió to quá đảo ngoái luôn bên nào kẹp dài đấy hai cái gió nó hất chéo vào rồi cái nắp có là cái mặt cái hai đúng không đúng ra bên nó phải phải đảo ngoái nữa nó làm thừa quá đi chúng nó giữ nhiều quá nó đưa quá cái nó rắn nó nắp đi chúng ta bên cửa hàng nữa còn góc này nó tản thì đây vẫn nhìn giữa này nó chảy lên nhau tất 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 cắt một video khoảng 3 phút áp lên và anh bước ra nó sắp vào sắp vào cái này luôn có mọi thì cái mèo cái chỗ nào là tôm ấy tôi thấy đấy. Đang tìm đi, đang tải theo rồi. Đấy, đấy. Sáng chưa? Đây. Sáng chưa? Sáng nhỉ? Mặt đầu như hơi đổ vạ tí. Hơi bé. Tí nhìn về anh ngủ đầu. Tối anh đi chơi. Đúng. Em cái lì túi gì đâu nhỉ? Tao nhớ tao đưa cho mày nhiều lắm mà không biết luôn để trong hộp nó mất hết rồi. Túi gì đâu ấy? Còn cái gì đây? Để đây.
làm chị gái mà. Em không thấy gì cả. Sợ ngày mai. Đợi. Đợi. Hát gì bé? Sai nhà rồi. Hả? Sai thẳng. Vẫn sai. Vẫn sai. Vẫn sai á. Cái này cũng vậy. Đi đâu ra ngay nữa mà. Lâu quá. Quá lâu. Lâu vậy. Mẹ sẽ cũng ăn à, nhiều. Nhanh bỏ lâu. Sợ nhận gì đi. Cái này bẩn đấy nhỉ? Nó ấp rõ rồi. Nó để chắc tẩm nó ngon. Cái này mình tay thẳng mặt rồi. Không, không à. Lan. Chị mày à? Không phải đâu. Xin quay. Quay xuống. Chị này à? Không quen, không quen. Chị ơi, chỉ những ngày tóc bết chị mới thấy em buộc cái này thôi. Em nghe hôm qua chị cũng buộc từ đấy luôn ý. Buộc mà. Xin lỗi cuộc đời đi, tối nay em sẽ không thấy đâu. Tiếng 18 phút rồi kìa. Một cái lượt. Nốt. Hello. What's your name? No, no, no. Do you sleep with me? À, chỉ thôi. Mà thôi. Do you sleep with me? Mình xin chào, à mình tạm biệt tất cả các bạn nha. Nhanh lắm.
tin nhắn điện thoại của em vẫn hiện tin nhắn lên đấy. Thế thì cái khám điện thoại chúng ta dễ nhận. À, ảnh của cụ có cái màn hình màu hồng sao ấy. À ha ha. Đúng không? Đây 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 đây. Đây đây. Em gửi cho mọi người. Ta ta ta. Không che giấu được đâu. Làm sao có thể che giấu được. Vậy? Không biết cái này cái gì, cái màu hồng ấy. Này là cái gì ạ? Gỡ tin nhắn cho chúng tôi à? No. Trên cái này là cái gì? Cái gì? Em nhìn mà chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chị thấy. Cái gì đấy? Chị Nhung. Chắc là anh Hoàng chuẩn bị đi tiêm phòng chó dại. Đợi đây này thành cảnh sát đi. À, dạo này tay đẹp đấy. Đó là lên gì? Em có xem bảo cái trên mạng ấy là có khi là nếu mà bị có bắt ấy thì mình theo dõi nó mình cũng ngày. Nhưng mà mình cũng ngày sau mình cũng ngày mà con chó nó không dại ấy là mình không sao. Yến sao bổ về bà của em đi chăn bò. Thank you.
hơi chân bò mọi người ạ. Mọi người ạ, à, cô Yến một tóc đi chân bò ạ. Xinh đẹp như này chúng ta không nên đi chân bò, chúng ta nên đi chân trai. Khoái khoái khoái. Lý do khoái khoái. Tôi Tôi anh Hải thôi. Xin. Để tiếp mà lại xin. Cô thứ 16. Ai còn nghiêng ấy? Cái gì ấy? Ai còn nghiêng ấy? Không biết. Cô nghiêng. Cô mở lại em nha. Cái gì? Nên, nên con kẹt mà cứ đừng ngoài này. Cô đang xem ở live của chị kìa. Cô đang ở VPN của chị. Đấy. Yến nó biến sao ấy, lắm. Này sao? Một, hai, ba, bốn, trong ngay. Anh Hoàng tắt like đi. Anh Hoàng có tin ăn riêng không? Tắt ngay like của em đi nhá. Mệt như săn siêu. Mệt như săn siêu luôn. Người ta là lớn sáu máy. Người ta cũng thích thật thế. Mèo. Còn kìa. Ra ngoài đi. Chưa. Để xem tinh xem là thế nào đang. Giữa thì nó cái nóc. Nó cái trang trang thì nó bị sao? Rồi, nhập lại. Anh Hải muốn hết lắm chưa? Chị Nhung ơi tặng em đúng không? Chị Nhung. Được, được, em rất cảm ơn chị. Nhung là một cô gái là xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu. Mỗi tội không có người yêu. Bao người có anh tỏ tình. Đi ăn hấp với có anh tỏ tình. Nhắn chân đấy rồi. Tuyệt vời. Nói với các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Cô Gái Chân Bò. Chân bò thành phố về quê chân bò. Đây là kênh bò phố về quê chân bò. Toàn đá. Tôi chỉ cắn vào đá. Đúng rồi.
À thông minh lắm nghĩa nè. Khoe em nghe chị nhá. Ta không như anh Hải đâu. Đã quay được phát nào. Sơn à? Không chấp nhận nổi. Bạn miến à? Chuyện của bạn xin Sơn La ư? Không chấp nhận nổi. Các bạn có muốn xem bạn của bạn Yến không? Không. Đấy nè. Chịu đây. Bạn của bạn Yến đấy. Yến
con ăn thì ngồi ngẩn ngơ như thịt mặt. Đeo tai nghe. Dạ. Sao? Con kia không mời nữa rồi.
toàn chữ ngoan ngoãn. Phim gì vậy? Ngồi chết là sao này? Để tiếng lúc ngẩn. Phim này không sao. Về tiếng thôi, thôi, thôi đi cấp. Thôi đi. Ngồi về tí anh chăng rồi. Còn đang nói ok là chủ năm đi rồi. Đúng rồi. Còn này nữa. Cái gì? Còn đang nói ok là chủ năm đi rồi. Đúng rồi. Anh biết rồi nhưng mà Lan chưa thì anh hỏi lại lần nữa thôi. Không phải em muốn, em không biết, em chỉ biết là em làm đủ bằng mấy thôi. Đến 5 giây được 1 tơ nữa là 4 video. Tối làm 1 tơ nữa là được 5 video, là lại được 5 cân. Yếu. Không đủ bằng nhé. Xem con nào được làm video á? Con nào anh nốt ok làm video? Con nào mấy con được tiếp được của bên tài.
bây giờ lấy 5 con đầu rồi đúng không? Có thế còn em mai còn 3 kênh nữa. Lốc thêm. Thế phải lốc thêm vào. Em có 6 video 6 kênh được 5 video rồi. Sáu mươi lăm đô thôi cũng được. Thừa mà. Sáu mươi lăm đô là thành 60 đô nữa. Nhiều chữ nữa. Đang một tốc độ. Gật đầu luôn á. Mãi không được. Anh đang bị chửi em.
Video lỗi hay là video tự đổi tên và đổi tên nào?
Của việc người kinh bên trên có năng tinh là không vào được hả? Có năng tinh màu trắng kia là không vào được. Cái này là không vào được, nuốt vào sau đây. Còn cái trên này là sáng nay được baby không có số. Đây cho hai con dưới đi. Cái trên này cũng có số online. Thế này, nó nghe là sao vậy? Sẽ vào lại con viên viết xong rồi vào vào luôn lấy cân đấy bạn. Đúng không ạ? Trắng, bây giờ vào sửa lại những cân. Ôi, của em xong rồi phải không? Em về vào cân đấy tặng một vào những ngày kia. Ý là em mở, em cho, em vào bên PS được chưa? Mày đẹp đấy. Con người ấy chả đẹp. Đôi khi chúng ta nên yêu đời một chút em ạ. Tìm mãi cái kênh cho link video của bên mình mà. Đây chị cứ có 400 ấy, chị còn 700 như em, chị yêu đời lắm. Nó 700 thì á. Em cố mãi để vượt chị điểm mà em cũng vượt được rồi. Em vượt được đấy. Vượt đâu? Tổng mà. Rồi. Tổng. Chị đuổi theo hai chị em mệt lắm rồi này. Trong khi đó hôm mấy hôm trước cho mình đứng trước chứ. Rồi tuần lùi. Đuổi đi. Này còn chơi game à? Đuổi làm sao được? Bắn không bắn. Rồi sao bắn thì không bắn, cứ thích chơi game. Cái lúc bắn được thì chia. Uống cốc xoài cam chi này. Đói thế nhỉ. Bụng chị nó báo thức là chúng ta chuẩn bị thời gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba cái một đèn nó ok rồi đấy. Đây chưa? Đó, nó chưa biết được. Còn là ba có ok rồi. Mấy đi sao vòng thế? Hai một cái vị trí thì làm sao được. Còn đóng kia, hai giờ kia thì phải lấy chân khác vào, lấy chân khác vào. Đang một bên khác. Thì đừng chắc đi. Đi quay sát ra đâu. Robin chắc đi.
em vẫn giật năm anh không phải. Cũng này cũng giật. Giật nghề này. Giật cơ khói này. Cái lại win. Vì lỗi cái kênh, lỗi cái chung thì không phải
sinh nhật này. Anh mua hai lần để bất ngờ xuống một lần cái kiểu không xuống đấy hai lần phát và cái đầu trước đấy thì đấy cái đầu trước thì cái đầu trước của cái đầu này là từ tết học được mãi đến vừa rồi xuống đến cái đầu tay đỡ vừa mới chạy mẹ mất
anh đi cố đổ thử thì nó lại cố hút. Đây là chạy bài ấy. Cái đầu ấy nhìn. Chắc luôn rồi, cố. Thì nhưng mà chắc xuống xuống. Cái kiểu mà mùa nghỉ về hút sáng vừa thay bắt bố tránh mình hút nhẹ luôn kiểu hút cháy thế đầy hôm hút ngâm đi cạn được hết hút hôm nghỉ về chắn chắn ở nơi cho mùa em sẽ hút nhẹ hút em phải đủ hút cân 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 thế thì mình có cái thì cho mùa không nặng đâu. Dành chín ca alo Nani bảy ca rưỡi phải không? Quá tuyệt vời, đặc sắc luôn. Em thấy nó may. Từ cuối tháng lại vẫn luôn mà nên là đầu tháng cứ suy nghĩ, đầu tháng cứ suy nghĩ là không được đâu, kiểu gì cũng. Mẹ em đầu tháng cái gì? Mấy ngày trước thôi, chỉ cần hai hôm qua thôi đã có quả suy nghĩ trên mẹ rồi, mẹ tiêu bắt được thôi. Xong rồi thì cuối ngày kết quả 571. Ôi nó biến sần là. Này khả năng người sáng tháng để thay đổi con số. Anh vừa ngồi anh nghe cho ý kiến một quả video. Sao lại thế? Nhớ cái video mà không có. Nếu bây giờ cứ thay đổi thông số nhá. À. Nếu như anh như kiểu anh Hà thay đổi thông số nhá, cứ thay đổi thông số dần dần lên. Đến mức mà nếu mà có hôm bọn em không làm, thấy tháng bọn em không làm được mà hai tháng em không làm được thì sao? Lại giảm xuống 7k. Hay là đi luôn. Anh thay đổi cả nhà luôn. Chẳng qua hên xui thôi anh ạ. À. Thay đổi một số người ấy, thế lại là có sự không công bằng à? Nhưng mà phải hên xui nữa mà luôn thẳng ra là chẳng ngáp phải rười thôi. Chẳng qua bọn em chó ngáp phải rười, bọn em mới được 7k thôi. Từ cuối tháng thì cứ nghĩ thế là được đương nhiên thì đâu. Không nhìn điều chỉnh gì đây? Anh nghe đi video. Thay đổi một số người thôi. Thay đổi một số người thế là không có sự công bằng. Bây giờ anh thay đổi cái gì em lại bảo là... Thay đổi mình anh đi.
thay đổi mình anh đi. Thế bây giờ nhá, bao nhiêu người làm chuyện em thay đổi. Ví dụ bây giờ mọi người là bằng, mọi người là như nhau. Em là nếu mà bây giờ em lại lên tập khoảng độ của em lên tập khoảng 10k đi. Anh không bảo thay đổi em đâu. Em bảo thay đổi một số người thì như thế nào? Chắc thay đổi em. Rồi rồi. Thế thay đổi một số người thì càng rối hơn hiện nay. Thà bây giờ cả một giải tất cả này thì đều nhau phải đấy không? Thay đổi người, thay đổi số của một số người. Phải thay đổi người, thay đổi người. Này em nhìn trên căn tính này. Căn tính nào? Trời ơi, 835 này. Nhưng mà anh ấy có làm cái đấy đâu. 3692 này. Nhưng mà mày kiểu, nhưng mà mày anh đấy là coi như làm cả thứ khác nữa. Vấn đề gì thế? Sao thế? Không nhận đấy, bây giờ vẫn sao nhỉ? Thế anh Hoàng nói cái gì ý? Bây giờ cụ đang chặn nhỉ? Cụ không đô kia thì cụ làm thế nào? Ồ thay cả cụ ạ? Gì mốt bây giờ đấy? Gì mốt bây giờ đấy? Không hiểu. Nhưng từ đầu câu chuyện là như nào? Không biết con. Chả hiểu. Anh chả biết làm thôi. Cái gì mà ngọt. Tuy nhiên anh Hoàng bảo là thay đổi một số người hay cái gì gì? Theo người hay cái gì gì? Mày còn chưa hiểu mày đã cãi ầm lên gì? Thì em đã hỏi anh Hoàng là thay đổi như nào? Tao chẳng thấy mày hỏi tao tính hiện tại. Tự dưng anh Hoàng, hai hôm nay anh Hoàng bảo là chắc phải có sự thay đổi gì đấy. Thế như thôi, có người đến, có người đi. Mà có người ở lại. Anh không cảm anh đến những điểm bộ mặt người. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Đi thẳng luôn. Chắc anh người ta tìm được công việc mới tốt hơn. Anh gì vậy? Mới, có người, chị mới biết hơn. Chắc là anh Hải. Anh Hải chuẩn đi chuyển công tác à? Chuyển lên Sơn La anh. Đủ Yến yêu nhé. Tiêu Sơn La không chào đón. Chị đi Sơn La về La Thiên á. Rồi những người không đồng này có khi chắc là những người không. Ví dụ như anh Hoàng dòng máu thì... Mà công nhận anh Hoàng anh Tùng có bắn cái đâu mà cho vào cái này làm cái gì? Thì chật bán rồi nhỉ. Anh Giang bé ví dụ bảo thay đổi người á, anh Giang bé 175. Anh mới anh nói chung là... ở cái nhà này anh Giang bé anh Hoàng anh Tùng sẽ không đấy. Phải làm đúng. Nó có nhiều vấn đề sao nó không thể thay đổi được, nó không hiểu. Đâu. Nói là bọn anh không phải làm được. Vì bọn anh là không thể làm được, bọn anh là làm những chuyện khác. Anh làm những chuyện khác. Muốn làm cái nhưng mà em chỉ nhìn thấy trên mặt thôi, chưa nhìn thấy. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Vâng, bọn em chỉ đi bên ngoài. Rồi. Anh Hoàng này. Quay lại. Điên mất rồi. Có sao lại cộng được cái này nhỉ? Mày ăn bò lại à bài. Thì ra là thế. Mình hỏi sao mình mất cái này. Mình ra đi mua rơm cho bò này. Cái này sao? Mình kiếm bán cái 6k là ai đi rồi. Ồ. 7k. 7k nha. 7k nha. Nguyễn Tùng đó gì mốt phải tớ. Bày trong củ ở đây chấm. Có mà gì mốt. Mai bảo anh Tùng cho mấy 10 triệu. Nhưng mà ai đây? Vay 10 triệu nhân lắm nữa là 100 triệu. Bắn thì đeo bắn. Nó nói thẳng mặt thì sợ gì mà anh Hoàng chả có tâm đàn em gì à? Hôm nay không phải quan tâm. Em đến em thay anh vậy mà em vừa mới đến mà sao đã 5 tuần rồi? Thế là sự không quan tâm của anh. Thì bất ngờ thì em hỏi chứ. Bất ngờ thì em
Đây là sự bằng, đây là sự không quan tâm của anh. Thế như em bay lúc 3 giờ sáng hay sao? Em bay lúc 7 giờ sáng anh ạ. Lúc anh ngồi bật dậy và anh ngủ cho chị Nhung ấy. Và anh làm gì bấm bấm bên chỗ chị Nhung á? Ngại chị Nhung. Thì ngồi bên chỗ chị Nhung mà. Chỗ chị Nhung, chỗ chị Yến. Em thì lúc đấy em nhìn thấy là biết thế thôi chứ em biết anh cãi cái gì. Anh tiết ra chương trình để cho mọi người hôm qua sang căn kia. Ra là vậy. Perfect. Đã biết anh sợ kiểu gì hôm nay chị Dương. Cùng 10 điểm. Vỗ tay em cùng nào. Máy quay thì chắc chắn là chặt được rồi. Cho cùng một chàng vỗ tay. Đây chị Dương bảo không phải em à. Đẹp, thật là tuyệt vời. Cũng là số 1. Không ai có thể đến cái gì nhỉ? Thay thế được cụ. Em ta nghe, rồi sao thì được. Cụ 10 điểm. Sẽ không có ai kể cả đến đây mà thay thế được cụ hết. Đúng, anh Hoàng là số 1. Mọi người ơi, number 1. Cùng là số 1. Số 1 ở trong tim của ai thôi. Cùng có người yêu đấy, mọi người đừng đùa. Wow. Làm đi. Wow. Oh, sắp về rồi các bạn tiếp theo. Sao buồn lắm ta. Why? Thẻ đâu? Em đói em rồi. Thẻ like thôi, thẻ like thôi. Ô, chết rồi, em yên tâm em đi về ăn. Em chưa biết em ăn gì đây, nay cô không nấu. Nay cô không nấu nha mọi người nhá. Đi ăn long lon. Long lon. Đi ăn long lon đi. Long lon đi. Lát sửng mới đi ạ. Mua gà vịt vào anh chén. Đúng. Dê gà chó lợn. Chó ạ. Ăn thì mua về chén. Dê gà chó lợn ở đây để em để chị cho cái kia em đang nuôi lợn đấy, chụp quả trang trại cho anh đâu ạ. Thế anh nói như thế thì mình tôi đi nghỉ luôn đi còn gì nữa. Em đâu rồi? Em mất cái thùng gà rồi. Nhìn ra là Dũng Anh Trang quyết rồi. Dũng Anh Trang đấy.
bạn trầm tính đấy. Đừng để anh bạn lên tiếng. Không hiểu này. Sống sao cho vừa lòng người. Kiểu 400 nữa đấy. Kiểu 400 nữa là đắp mùa 3 tháng. Khoảng tầm 5 củ em ở nhà ô. 5 củ coi. 5 trên gì? Hả? Em lên gì?
Cho em 5 củ em ở nhà. Ôi, em đây thất bại. Trời ơi, thất bại cái gì ô? Cũng 5 lít rồi. Mãi mới lên được 5 lít đấy. Thế người ta cũng mãi mới lên được đây. Con ngồi chơi đâu. Nói đi anh. Có anh ơi. Anh thấy trên Facebook hôm nay thông báo là quê em đang ngủ say. Em gọi cho gia đình em cái lúc mà anh đang ngủ say rồi anh ạ. À. Anh làm sao mà biết được? Anh mấy tụng xuống rồi mọi người đi về đi. Từ hôm nọ đến giờ chắc phải một tuần rồi vẫn kêu là cái mua đôi dép. Mới ghi được lần thứ hai. Hôm nọ về để ghi đâu đi đâu. Cụ hỏi là chắc kêu rồi dép cắt rồi. Thì... Giờ em báo hai cái thì con báo hai cái chứ chẳng ấy. Đấy, chị yên 800, bây giờ tôi hình 1k. Này chị 1k. Không, tôi bảo 2k về. Thế chắc là đến sống mà anh bớt ca biệt. Em luôn 1k rồi á. Nằm đi 1k, 800, còn 200 nữa từ giờ đến tối cơ mà. Thừa. một cơ ba nữa anh ơi. Một cơ lên. Một cơ ba nữa. Tối em về em nhường hết thẻ cho anh. Cảm ơn đi. Cảm ơn đấy. Tối em với Yến với lại chị Nhập về em nhường hết thẻ cho bọn anh. Không biết rồi, dạo này thì Giang, Quang với cả Hải toàn bắn hết 2 vào đêm thôi. Tí nữa lại cái đây. Ôi là này ba không chấm đẩy à? Tí phải vật phải nói với lại Lan. Có gì? Bạn là tận này qua không chấm đẩy. Chấm đẩy ngay. Lan đấy trả bảo đây, mẹ lúc cần bắn thì đéo bắn. Tôi nói mày đừng đeo cười, em đau bụng lắm. Lúc cần bắn thì cứ bắn. Chơi đây, về mà chọn đây. Chắc bắn tí. Chơi bắn nào? À, thế là chơi này lúc không bắn rồi. Đi, đi chuyển đồ cũng đúng. Xong đồ. Xanh đồ làm chứ. Chơi nó nhanh tinh đi nè. Bắn đồ thì đeo bắn. Bia đây thì đéo bắn. Chuyển đồ chắc mệt lắm Yến nhỉ. Mệt, mất sức lắm. Từng chiếu đầy đủ chưa qua? Từng chiếu đầy đủ chưa? Đã xong đâu, chưa có gì. Nguyên chân chiếu cái kiểu đây. Chân ga cái kiểu đấy. Cái mãi chân mang tầm bản. Ghê chắc biết được. Tao không rồi đâu anh. Mày ở đâu ấy? Mày đi, phải đi ra rồi. 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 Mày đi, phải đi ra rồ
Chết. Cô em không em phải đấu cơ mới được. Cô em mà. Biết đâu được em đi. Cơm cô buồn ma đấy. Cô trong buồn la. Tối mai anh ăn tiếp với cắm cơm không? Hả? Cắm cơm không? Để cắm hai nồi cơm đi, tự anh có thức ăn. Cắm hai nồi cơm đi, tự anh có thức ăn. Cắm. Đùa, con gái ăn đứa. Cái khác không biết được không? Vẫn phải cắm đúng chỗ thôi. Cần dậy. Không biết cắm. Cắm đúng chỗ anh chứ. Em không cắm đâu, bảo con nhờ cắm hộ. Em cắm một lát lát của chị. Bố ông làm được cái chồng nam. Con cắm lại nát. Lát. Thì bảo Quang. Anh nấu đi. Anh đi mua đồ ăn. Mua ăn, mua gì ăn? Vịt lợn quay, vịt quay, gà quay, thích ăn gì thì mua cái đấy. Mua bò quay. Đây, đây bắt cho ít sữa bò à? Em có mấy con bò. Chó cắn thì bảo rồi, 00 22 2332. Nhưng mà chó nó đẻ ngày nào? Nó làm ấy, ngày nữa à? Quên từng ngày ấy. Cô muốn xem đẻ ngày nào cũng. Không thể đâu. Anh ăn ngay này thôi. Đây. Thôi thằng em anh là chú bên nội gần nhà anh ấy. Cưới anh chắc về. Nay em còn đang cưới đây. Anh có về đâu. Anh em nhà thôi. Thì đây, cái chiếc hình dưới. Covid. Anh bị Covid. Không về được. Mình còn là cưới cũng không mời mình. Nhắn nhí nhéo cả chiều giờ khoe các kiểu cày lắm mà đây này anh Tùng ơi em có bốn con bò đi rồi chị quay đâu mấy con bốn con bò à năm mắt em đã căng bành nhìn lại đi ý là cả em nữa đấy cả em thì là sao ấy cả em là sao cái con này là sao ấy nhìn nhá em bật cái cam kia lên đấy nhìn chưa nhìn đấy xếp hàng chưa mai em mua cái cho anh cái máy bỏ sữa này có sữa mà máy em có bỏ sữa. Sữa máy bỏ sữa cái gì có sữa bây giờ cụ gần nhạy cảm lắm thì nói rõ đó là cụ là người có người yêu đấy là... anh Tùng ạ bây giờ xin đóng 2000 đâu để em xem lại người yêu anh xin đóng nghe sao? Anh xin cảm ơn anh. Kinh lắm. Cụ thể này có người yêu ấy mọi người. Tình yêu chấm lở à? Tình yêu. Mình đá bát. Cửa ra. Tối mai có chụp bánh tẹo. Mình cũng đánh son mình đi làm. Bắt chờ về nhà lấy. Chưa đấy. Chiều mai về nhà lấy cúc viên kìa. Nhé mang về mà. Chụp cái. Anh này bảo cho nhiều nhân một tí. Em chị nhưng mà em thấy em chỉ cần cười thôi em đau bụng rồi. Tesla. Chắc là không buồn cười đâu. Buồn cười. Không bay à? Mà cứ ngồi dở dừ. Lúc cần bắn thì không bắn. Thật. Cái lúc cần bắn thì không bắn. Cái thằng nào? Cứ ngồi lên. Con nào? Ngồi này. Được cái nịt. Nịt tầm cuối này. Này này. Cũng có á. Mình sẵn rồi. Sẵn rồi. Cứ đứng quên tay. Bay không bay. Quên tay thôi. Anh tính xong quảng ngày hôm nay cho bao nhiêu luôn. Chú biết mình chính. Chị Nhung. Quên tay thôi. Chị Nhung bắt xong quảng bắt xong quảng ngày hôm nay. Kỳ vật. Đó là tình không? Bay thì đéo bay gần gà gần bùn bảo bắn thì không bắn bắn thì không bắn lúc cái lúc không bảo bắn thì lại bắn ừ gì đó đau đừng bắn được rồi thôi đừng bắn nữa đừng bắn nữa đừng bắn mấy cái thằng quang này nữa lúc bắn thì bắn đừng có bắn nữa từ từ đừng bắn nữa cần thì cứ bắn này chán bảo bắn bắn nó chỉ nhung này chỉ bắn được đâu em đấy đấy
Bán? Chị có bán được đâu. Có gì để bán đâu. Làm cái trò gì ấy. Bỏ ra. Con này không view. Chắc không view thì sao? Con này không view làm sao? Anh Hoàng từ giờ đến đêm đi. Đúng 1 giờ đi. Sao em? Ôi, anh có máy. Vâng. Chưa rồi, bị ban kênh ấy. Kênh này cũng tập tiền cộng. Ban kênh gì? View. Kênh dành cho trẻ em. Ý bạo lực. Sơ sai của cô dây nó không bị đổ. Gia đình. Ok, không đổ á này. Thả lấy đâu ra. Làm gì ấy? Em biết bây giờ bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu hàng nghìn người đang xem không? Xem nó bạo lực thế hả? Sau này sẽ có người xem. Rất nhiều người xem. Sau này sẽ có người xem nhưng mà ghê vậy sao? Ghê vậy sao? Sau này sẽ có nhiều người xem nhưng mà hệ thống kênh không nghĩ. Nghe cái con thích từ cái cho thành cái mình á. Ba người xem cái bạo lực gia đình làm sao mà ai dám lấy vợ đấy chồng? Trong này có anh. Anh sợ lắm. Anh từng sợ gì? Cuối năm anh từng cưới rồi. Chưa ai không biết. Cái gì nhỉ? Em quên mất tên chị ạ. Chậm đĩa này. Hừm. Anh Hà. Bảo người nào. Sao không thể nhớ? Anh mới thôi. Mới chậm đĩa. Như vậy sao? Tập viên mà bỏ ấy. Đi tập viên mà bỏ ấy. Đi tập viên mà bỏ ấy. Anh vừa giải quyết khổ quá thì ăn cho ăn nhiều, không biết nhiều. Sao dừa? Lâu đấy. Sao dừa? Mấy năm đấy. Còn hơn có người muốn có sợ dừa sẽ có. Nhưng mà view nào? Ừ. Có người người vô sinh. Ai một view rồi? Điếc. Vô sinh điếc rồi. Điếc. Ok, một view. Đấy. Bao người xem. Tự xem. Hẳn một view. Bao nhiêu người xem? Qua một cái tab đấy mình bật chéo nhau là lên lưu view ấy. Qua một tâm sự với anh. Bỏ em mở. Đây em hỏi người yêu em rồi. Không biết làm ở nhà em nuôi. Cứ thả cho. Chó nó nuôi. Nếu em không ưng, anh cho anh thêm một số cộng. Người đó mà chọn. Ôi, đừng nói nữa. Cởi đau bụng quá. Thể luôn. 10 tháng 1 triệu. Vãi trưởng. Con mệt lắm rồi mẹ à. Không nói anh Tùng ạ. Mua đó đi. Mua đó. Về đi. Về đi. Ui. Ê. Ôi về làm gì bắt nó đi. 15 phút nữa rồi anh ạ. Tắm rửa ấy. Về. Về cho tắm nước nữa đi. Thật đấy. 15 phút nữa rồi cái này. 15 phút nữa ạ. Thì bắt tao đi đâu? Quay xong đi, quay xong đi. Phòng em cũng khách sẽ có mặt em ở đây rồi. Tí nữa anh mảnh tắt cho em. 700 nhau. 3 số 7 các kiểu. Tao một kiểu quen nhé 700. Sao anh thất đâu nhỉ? Con mình nhớ mà cầm lên rồi. 1 tiếng 30 đồng hồ. 30 đồng hồ. Thêm một cái bánh mì không nọ nữa. Bánh mì nó hộp khẩu trang. Cất anh ơi, là mai làm, mai làm không tối. Ôi chết rồi. Anh Công ơi. Mai chờ mai em xin được 5 giờ, 5 giờ em về. Em thế rồi anh ơi, em mang bánh lên cho mọi người ăn. Ăn. Thật sự luôn em cần vốn rồi. Ok. Đúng không anh? Mai cho bọn em về sớm một chút. Em xin 5 giờ 15 em về. Hôm nay bọn em cố nhá.
hai bạn em 4 tập về nhá. Ôi chịu đây. Mỏi rồi. Để về chi nhà xong rồi. Chả thế. Mày thực sự là phải về luôn đi. Em chưa biết về nhà cái gì đấy ạ. Về. Bắn luôn cho thành 600. Về. Mỏi lắm rồi. Mỏi này hốn đi, xin đừng nặng thêm. Chim đây. Mình ngọc chim đây. Ờ chim tức là tắc chim à? Đấy là nhưng mà chị, nhưng mà thôi đấy chị tắc chim. Tắc chim à? Để mình ọp chim về. Chào mọi người nhá, chị Nhung ọp chim đây. Chị để tạo hiệu ứng em tí. Trời ơi, cảm nhanh đi, trời ơi. Đấy gì đi. Chào các bạn nhá, mình ọp chim đây. Thôi em đi vệ sinh đã. Đây. Đợi em đi cãi phần. Đấy, nhìn mặt chị đang ở đây này. Đấy. Đã bảo rồi, đừng trang cười, em đau lắm. Anh Bảy ơi. Anh Bảy à, người phụ nữ anh Bảy tắt cho em nhé. No. Tắt được cả hai cái nha anh Bảy nhé. Anh Bảy. Anh Bảy ơi. Anh Bảy ơi. Anh Bảy, anh Tuấn Anh nhá, mấy phút nữa thôi. Hả? Làm gì?
Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với phiên live tiếp theo của mình ngày hôm nay. Em làm thôi. Vãi rồi. Mẹ ở ngoài là cái gì? Ở ngoài là phút nhưng mà vào trong là tài xỉu ạ. Anh này quay được video nào thế nào? Sao em quay được? Cứ bật lên đờ bật xong đờ đi. Thế làm được cái gì? Buồn quậy. Chán ra rồi. Đây. Trên treo ít thôi. Chiều 4 đi. 4 sập. Ờ. Hôm qua treo đéo xong đấy. Treo nó bật. Bật nó bị bị. Mất công kìm game cả mình treo chắn lắm luôn. Để rồi. À, game xong có phải là vào phát lửa anh luôn đâu. Phải là con trai đặt. Tất kiểu gì. Có sao không nên ra có gì. Thank you.
Hôm nay ngày lễ các bạn không đi chơi đâu ạ? Ủa, không ai đi chơi thì ngồi chơi với mình thôi. Mày chơi chơi được nước thì tôi thế luôn. Xin chào mọi người. Nay chơi tựa game trực thăng bắn nhau. Wow. Đừng xem mấy video ấy nữa. Đem lên làm mấy video. Năm. Thank you.
Thank you.